Morning, morning, và Jason rất vui khi được gặp lại mọi người trong series Theo Dòng Tiền Số được phát sóng trên kênh Coin68 TV vào mỗi thứ hai hàng tuần. Nếu các bạn mới nào mới xem kênh á, thì chưa biết á, thì ở series này Jason sẽ cập nhật thường xuyên vào mỗi đầu tuần để cho anh em nắm được cái xu hướng cũng như là tin tức tài chính quan trọng trong tuần, giúp chúng ta có thêm những cái hành động nghiên cứu thị trường cũng như là trading được tốt hơn. Và tất cả chỉ là mang mục đích thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Hy vọng là Jason hôm nay sẽ có nhiều thông tin giá trị cho các bạn và các anh chị. Nào cùng Jason xem tình hình của BTC vào ngay phiên đầu tuần. Là cây nến tuần đã mở trên giá 26.514 và lý do đó đã có thêm một cái cây nến trắng, là một cây nến đi lên. Cái này là tùy thuộc vào mọi người setup cái màu sắc thôi. Thì đối với cái chart của Jason là nến trắng là cây nến đang đi lên, tương ứng với màu xanh lá của các bạn ở mặt định. Thì có thể trong tuần này sẽ là một tuần tích cực đối với BTC, và khi Jason chuyển vào khung này á, cây nến màu trắng này thể hiện cho ngày thứ hai đầu tuần. Hy vọng là giá đang có dấu hiệu tích cực theo hướng này, đi tới mốc 27.800 là cái mức hỗ trợ đầu tiên. Xem thử phản ứng của BTC như thế nào nhé. Và các bạn nên nhớ là khi mà BTC đang chiếm sóng cả thị trường thì tất cả các altcoin ngừng trading, và một sự trùng hợp là khi chuyển qua BTC dump ha, tức là sự ảnh hưởng của BTC đối với toàn thị trường crypto hiện tại cũng đang thể hiện một cái sự ọt trở lại khi gặp kháng cự ở mốc 49.8. Khi mà BTC dump đi lên như thế này, tức là altcoin đang bị giảm dòng tiền. Đây là dấu chứng thứ hai cho thấy chúng ta đừng vội vào altcoin lúc này. Tiếp theo là dữ liệu DXY chỉ số sức mạnh của đồng đô la. Thực sự là quá rõ ràng, đây là cái dữ kiện thứ ba cho thấy được sức mạnh của đồng đô la đang tăng khá là nhiều, chứng tỏ thị trường crypto sẽ không có dòng tiền đi về. Và tóm lại, thông qua về quan sát kỹ thuật, Jason thấy anh em nên hạn chế trade altcoin trong tuần này và hãy quan sát các thông tin cũng như các nước đi của BTC trước nhé. Và đối với thị trường vàng, như đang trong rang mà tuần trước Jason có cập nhật cho anh em, vàng vẫn đang dao động trong rang từ 1900 tới 1920, và hiện tại chưa có một cái dấu hiệu nào cho xác nhận cho cái việc là vàng sẽ tiếp tục đi lên hay là đi xuống. Chúng ta còn thời gian hơn cho thị trường vàng. Bên cạnh đó, chúng ta cùng nhìn lại giao dịch tuần trước thì cũng là một tê giao dịch khá là thành công, đặc biệt với các altcoin như là SAY, như là WLD, và bên cạnh đó còn có HOOK nữa. Đây là các dự án thành công trong tuần trước. Còn về BTC plan thì vẫn là view hồi lên ở mốc 27 và sau đó vẫn tiếp tục phát breakdown. Và các anh em nên nhớ là chúng ta đang trong giai đoạn nghẹt thở để chờ đón thông tin về lãi suất của FOMC, cũng như là một thông tin quan trọng khác là FTX sẽ thanh lý toàn bộ tài sản crypto của họ bằng Solana, bằng BTC, bằng Ethereum, cho nên là thị trường đang rất là căng thẳng. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ có một số plan cho altcoin đang có một cái tín hiệu nó tương đối là đầy đủ cho một cái hệ thống giao dịch, trong đó có Avax. Ở khung D thì mức kỳ vọng ở vùng 9 đô 2 và chắc profit ở vùng kỳ vọng 11 đô tới 11 đô 2, 12 đô. Bên cạnh đó có plan cho ADO, và tất cả các plan này đã được cập nhật chi tiết trong Telegram channel của kênh 68 Trading. Mọi người có thể xem link của Telegram 68 Trading tại bên dưới phần mô tả nha. Các bạn cùng Jason theo dòng tin kinh tế trong tuần này tất nhiên vào ngày 21 tháng 9 tối thứ năm vào lúc 1 giờ sáng thứ năm. Chúng ta có một tin tức rất là quan trọng, đó là Federal Fund Rate, tức là thông tin lãi suất sẽ được công bố. Và nếu như mức lãi suất này lớn hơn so với dự kiến thì nó tốt cho đồng đô la, và đương nhiên là tương quan âm với thị trường crypto. Thị trường crypto sẽ nhuộm màu đỏ. Và Jason xin nhắc lại nè, nếu như lãi suất tiếp tục tăng
thì thị trường crypto tiếp tục nhuộm máu màu đỏ. Và chính vì những thông tin quan trọng trên, chúng ta còn có một cái khoảng nghỉ để tiếp tục update cái thông tin của chúng ta về các hệ sinh thái trong thị trường crypto, đặc biệt là hệ sinh thái Base và ZK Sync, là mức độ giao dịch về tốc độ xử lý đã cao hơn so với Ethereum, là một mạng lưới blockchain hàng đầu vào lúc này. Theo dữ liệu từ L2Bit cho thấy, vào ngày 17/09, Base đã đạt TPS là 12,93, tăng 49,76% trong 7 ngày qua và biến nó thành blockchain có tốc độ xử lý nhanh nhất trong hệ sinh thái Ethereum. Bên cạnh đó thì ZK Sync Era cũng không kém cạnh, đứng ngay sau đó với tốc độ là transaction per second là 12.62. Và đây là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên cho các layer 2 vượt mặt chain chính của mình trên Ethereum về xử lý, và với tốc độ là 10.18 là tốc độ của Ethereum đó các bạn. Vậy các bạn nghĩ rằng những cái layer 2, đặc biệt là Base hay là ZK Sync, sẽ xoán ngôi trong cái mùa bull run sắp tới hay không? Anh em nghĩ như thế nào? Jason đang có một cái góc nhìn rất là tích cực cho các layer 2. Nó sẽ góp phần tăng giá cho Ethereum. Và kính thưa các bạn, có một thông tin rất là thú vị nữa mà Jason muốn chia sẻ cho các bạn, đó là OKX là một cái sàn giao dịch đứng thứ 2 thế giới đã chiến sóng khối lượng giao dịch NFT. Như vừa rồi chúng ta biết là thị trường NFT đã đao giá rất là nặng và rất là nhiều tin tiêu cực về thị trường NFT. Tuy nhiên tại sao lúc này OKX là một sàn giao dịch lớn nhất thế giới như vậy lại đang chiếm sóng một khối lượng giao dịch? Liệu rằng họ đang thấy được tương lai của NFT? Các bạn còn tin về tương lai của NFT hay không? Và Jason nghĩ thị trường dù có như thế nào, nhưng cái quý giá nhất và sự thành công nhất của chính Jason và các bạn là chúng ta vẫn còn ở đây, ở thị trường này, cùng quan sát tin tức, cùng nhau đưa ra quan điểm. Và chúng ta hy vọng sẽ là người chiến thắng trong mùa bull run sắp tới. Cảm ơn các bạn. Và nếu video này có giá trị cho các bạn vào mỗi đầu tuần, thì Jason mong các bạn hãy nhấn like và subscribe để giúp team ngày càng phát triển và đồng hành cùng các bạn lâu dài. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.